Dạ, hello Thích Lời TV, xin chào cô chú chị và các bạn nha. Là cho đàn cá bữa nay nó cũng được mấy quên tiêu ta, chắc cũng gần 40 ngày rồi. Đôi khi nhiều khi mình nuôi cá nuôi nhiều ạ, nuôi con gì vậy, nuôi chơi chơi vậy mà nó đạt kết quả cao, rồi tới cho mình ùng ra cái mình nuôi nó nheo lên cái bắt đầu nó bị cái này bị cái kia vậy. Chơi 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 vậy mà thấy hồi lúc trước mình nuôi vậy, nuôi ếch không hao con nào luôn, mà hao con hai con à, tại nguyên nhân là nó bị đường ruột rồi, nó đi phân cái bắt đầu nó ra cái ấy luôn, mà hao những ít thôi. Cá này cũng vậy nè, mà hôm rồi mình đầu tư mình nuôi rồi cái bị này bị kia. Nhiều khi ta nói làm chơi mà ăn thiệt. Còn mình tới chừng làm thiệt rồi cái nó nói chung mà nhà mình không có, mấy bạn mà không có ấy, có đất nhỏ thì mình làm nhỏ nhỏ, mình thả chứ mình để mình dùng sinh hoạt ngày mà lâu lâu ba cái này thì nó ăn ba, như chẳng hạn cũng ăn cơm ăn đồ mà này, rau đồ bạn, rau thì mấy cái dòng cá này thì nói chung là cá điêu hồng, cá phi, cá gì ta, cá trắm cỏ đâu nè, cá tây tượng đồ là thôi rau mà mấy bạn mình cải rồi á, mấy bạn mình bỏ vô là nó ăn hết rồi, nó dễ ăn lắm. Nhiều khi mình không cho ăn thứ ăn rau nó cũng lẹ lắm, cũng lớn nữa, con bèo rồi đó. Mình chủ yếu mình cho ăn gì nè, giúp cho con cá nó đủ chất, với hai nó mập, với thịt nó ngon hơn, với nó giúp cho con cá lẹ lớn nữa thức ăn á. Còn ăn rau thì nó hơi lâu chút. À, như thức ăn nhiều đạm thì cá lớn càng nhanh, như ớt thôi, ớt đạm nó cao lắm, bởi nuôi dựng tháng 2 tháng là thấy mấy bạn thấy con ớt nó chà bá rồi, nuôi từ mà một ký cả trăm con mà tới giờ mình nuôi dựng 2 tháng là 4-5 con thì vô ký rồi. Cá cũng vậy, cứ cho ăn nhiều đạm là cá nó nhanh lớn, nó hay, cá nó mập lúc. Còn mình dạng nuôi như truyền thống như ông bà ta xưa, cứ thả ao năm này tháng kia gì đó cho nó ăn rong ăn này ăn kia nó lâu. Chú gà ngay chỗ mình nè, như bão vậy, cũng không gà mình, thời tiết mình cũng không có ấy nữa, mưa mỗi ngày cho mình, sáng giờ nắng nắng được chút chứ đất ướt nhẹp. Mấy vợ mấy bạn thấy chút 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 bữa nay mấy bạn thấy không, 40 ngày á, chưa tới 40 ngày cá bự bự, cò này trời chắc bị giạt ăn cũng mớ nữa rồi. Vợ mình chưa có rào lưới này nè, lưới xanh này nó thấy nó sợ, với hai là lưới trên nách này nè, nó ăn cũng mớ. Có mấy con cá chép đẹp 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 muốn ăn hết trơn rồi. Ở dưới nước mình có hai con cá hồng phát tài nè mấy bạn, nếu mà mấy bạn mắt tỏ nhìn thấy có hai cái bóng nó màu hồng hồng hồng, hồng. Hôm nay nó to giống cỡ 2 ký mấy, 2 ký rưỡi một con á, chà bá luôn, 2 ký hơn. Vườn thanh long ta mới cắt, nhìn vô màn hình nói chung mình quay về nhìn mấy bạn nhìn vô màn hình thấy rộng, thật ra nó có như ta có 600 mấy 700 mét vuông à, thì nó hơn nửa công chút, thấy nó bự chứ thật ra nhìn. Bởi nhiều khi có một số bạn á,
thấy có nhiều kênh thấy quay rộng ấy, lợi chơi chơi á, thế nói sao nhỏ xíu quay trên hình thấy nó bự, mà tới chừng mà lại tham quan thấy nó có chút xíu thì nó lên hình là nó phải vậy rồi, mái mà đó. Như mấy bạn thấy nó xa ha, chứ thật ra nó có chút 600-700 mét vuông thì nó có chút xíu, nửa con hơn nửa con đất đó. Có thì dùng thì ta kêu xào khoảng hơn 5 xào mấy 6 xào, mấy đó mình có cái ao nữa. Cá chép này bữa hổm nó phơ nó mình thả trong hồ đó nó nhảy ra, bây giờ hổm ra mình thả vô đây sao nó tính đâu nó thành cá chép một nắng này, ai về nó xuống đây nó còn cho nó ở trong cái hồ đó luôn. Đây là đó có bao nhiêu bước đâu mấy bạn, mình quay lên hình mấy bạn thấy xa ha, chứ thật ra nó thằng sạch. Đây rồi đó, có 30-40 bước. Đốm đi đâu á Đốm? Đi chơi hả Đốm? Hả? Đúng không? Chơi về hả? Hoa mà già. Mưa quá cái nó ôi nước mà. Trồng bởi trồng cái gì mà nó bị với hai đất mới đổ làm như nó phèn mặn quá, cái nó cứ lồi này nó dễ sống nhất mà nó cháy lá ra mà đấy, đất mới với hai ở chỗ mình gần biển không biết nó lấy đất trong biển hay gì mà phèn mặn, trồng cây nó cháy lá này. Có những loại thì nó thích hợp thì nó sống, như đột lan rồi thì nó thấy nó tốt mịch luôn á. Cây khế ra trồng mà nó cũng bị èo uột, khế ngọt nhãn của mình cho trái hết rồi, dài dài đã đắng. Thôi video mình quay mình chia sẻ cho các bạn xem ha, đó, cảnh ở quê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo ha. Bye bye.